GLC Team Cup 2023 có một sự thay đổi lớn khi có thêm đội tuyển GLC miền Trung tham dự. Theo đó, giải đấu năm nay có 3 đội: GLC miền Bắc, North GLC, GLC miền Trung, MGLC, GLC miền Nam, South GLC. Đúng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11, cả 3 đội đã có mặt tại sân SLC Golf Club Hạ Long để làm lễ khai mạc. Cả 3 đội bước vào 12 trận Forbon buổi sáng, mỗi đội có 8 trận, chia đều cho 4 bảng A, B, C, D. Theo đó, GLC miền Bắc, North GLC là đội mang về cho mình nhiều điểm nhất ở nội dung Forbon với 6 điểm. Xuất phát từ hồ số 5, cặp đấu mang điểm về đầu tiên cho North GLC chính là Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Quốc Hưng, khi thắng 5 và 4 trước cặp đôi của MGLC là Trần Thanh Xuân và Hà Nam Khánh. Xuất phát từ hồ số 7, cặp đôi Hoàng Minh Thành, Tô Việt Dũng cũng có chiến thắng tương tự 5 và 4 trước cặp đôi Nguyễn Anh Sơn, Hải Vũ của Sao GLC. Tin vui nối tiếp nhau khi Lê Quang Hưng và Nguyễn Đức Cường thắng Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Hải của MGLC với tỷ số 5 và 3. Vũ Tuấn Phương, Nguyễn Vương Hùng mặc dù bị đối thủ gỡ hòa ở hồ số 5, nhưng bắt đầu từ hồ số 6, cả hai tuyển thủ của North GLC duy trì dẫn trước để thắng Lưu Xuân Lộc và Nguyễn Nam Sơn của South GLC với kết quả 3 và 1. Đỗ Việt Hùng, Chu Minh Tiến thắng Phan Vũ Việt Hùng, Vũ Đình Trung của MGLC với tỷ số 2 và 1. Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Quang Hiệp là cặp đấu cuối cùng mang điểm về cho North GLC khi phải thi đấu đến hết hố 18. Cặp đôi Thế Anh Quang Hiệp đã thắng Thomas Lee và Rory Tien của South GLC với tỷ số 1 up. Như vậy, trong 8 trận buổi sáng, tuyển miền Bắc đã có 6 trận thắng và 2 trận thua để mang về 6 điểm tạm đứng vị trí đầu bảng. Trong lần ra quân đầu tiên tại GLC Team Cup 2023, các tuyển thủ của miền Trung cũng đã cho thấy sức mạnh của mình khi mang về 5 điểm để tạm đứng vị trí thứ 2. Cặp đấu được cho là đánh xa và khá ổn định của MGLC chính là Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Minh Tuấn khi đối đầu với hai tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm của South GLC là Đinh Viết Sinh và Âu Mỹ Vũ. Xuất phát từ hồ số 3, hai tuyển thủ của MGLC đã chiếm lợi thế dẫn trước mà điểm nhấn là thắng liên tục các hố 11, 12, 13 và 15 để khép lại trận đấu với kết quả 7 và 5. Hà Ngọc Hoàng Lộc lần đầu tiên đánh cặp với Nguyễn Huy Minh đã có kết quả tốt khi giành được điểm số cho đội trước cặp đôi kỳ cựu của North GLC ở bảng A là Thái Trung Hiếu và Trần Thế Cường với tỷ số 4 và 3. Đỗ Ngọc Dinh, Nguyễn Tiến Danh thắng 3 và 2 trước Trần Quốc Hoài và Nguyễn Thành Lâm của South GLC.
Phan Quốc Dinh, Phan Ngọc Hải, thắng 2-1 trước Nguyễn Hải Nguyên và Phạm Văn Thinh, vượt sao GLC. Phan Văn Đức và Nguyễn Viết Nghĩa đã nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3 ấp sau 3 hố đầu tiên. Tuy nhiên, hai tuyển thủ của sao GLC là Võ Thành Lâm và Tô Thanh Sơn đã vươn lên mạnh mẽ để gỡ hòa ở hố 11 cho đến 14. Dẫu vậy, cặp đôi MGLC vẫn có cho mình chiến thắng sát sao một ấp để mang điểm về cho đội. Đội tuyển GLC miền Nam, sao GLC, chỉ có một điểm duy nhất từ chiến thắng của Nguyễn Tiến Thạch, Nguyễn Minh Luân, 6-5 trước Chu Nguyên Bình và Lê Minh Khôi của North GLC. Bước sang loạt trận foursome buổi chiều, khi mà gió càng lớn khiến cho các cú swing putt của các tuyển thủ GLC có đôi chút lúng túng. Dẫu vậy, các thành viên của North GLC vẫn giữ được cái đầu lạnh để tiếp tục chiếm ưu thế. Sự kết hợp ăn ý giữa một già và một trẻ là Nguyễn Văn Trung với Bảo Hưng đã tạo áp lực cho cặp đôi Nguyễn Thành Lâm và đội trưởng sao GLC Nguyễn Hữu Tuấn để giành chiến thắng 5-4. Mang điểm số đầu tiên về cho đội North GLC trong buổi chiều. Những tưởng cặp đôi Hoàng Minh Thành và Nguyễn Tiến Minh sẽ kết thúc trận đấu sớm trước Võ Thành Lâm và Nguyễn Trọng Sơn của sao GLC khi liên tục áp đảo đối phương. Tuy nhiên, phải đến hố 17, hố đấu thứ 14, với cú đánh tốt của Nguyễn Tiến Minh từ mép bunker bên phải green đã giúp cho Hoàng Minh Thành dễ dàng bắt vào lỗ và kết thúc trận đấu với kết quả 5-4. Ngay sau đó, các cặp đấu Nguyễn Quang Hiệp, Chu Minh Tiến, Trịnh Xuân Thiêm và Tô Việt Dũng cũng đã lần lượt mang điểm về cho North GLC khi có cùng kết quả 4-3. Lê Minh Khôi, Bạch Sơn Tùng, mặc dù dẫn trước cặp đôi Nguyễn Tiến Thạch, Nguyễn Hải Nguyên của sao GLC. Tuy nhiên đến những hố cuối cùng thì lại để đối thủ gỡ hòa và chỉ mang về cho đội North GLC nửa điểm. Điểm số cuối cùng của ngày đầu tiên cũng được chia đôi cho North GLC và MGLC. Khi Phạm Quang Huy gạt bóng về sát hố để Lê Quang Hưng thực hiện cú bắt thắng hố, giữ hòa trận đấu và mang nửa điểm về cho đội. Như vậy, sau loạt trận buổi chiều, North GLC đã mang về cho mình 5 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ duy nhất 1 trận thua để tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với tổng 12 điểm. Thực sự là cũng là rất là may mắn là cái bảng đấu bốc thăm thì ngày hôm qua thì North GLC đã bốc vào cái bảng nó cũng khá nhẹ nhàng. Thế nên hôm nay anh em cũng quyết tâm được đạt được cái thành tích cao. Vẫn luôn khiêm tốn là đi thi đấu để thúc đẩy phong trào khi miền Trung chỉ mới tập trung lực lượng và thời gian tập luyện cũng chưa nhiều. Thế nhưng kết quả lại hơn cả mong đợi khi các tuyển thủ của MGLC đã mang thêm về 3,5 điểm trong loạt trận foursome. Một trong những trận đấu kịch tính và hấp dẫn nhất của MGLC chính là trận đấu bảng A giữa Hà Ngọc Hoàng Lộc, Nguyễn Huy Minh với Nguyễn Vương Hùng, Vũ Tuấn Phương của North GLC. Kết
Kịch tính được đẩy lên khi hai đội bước vào hồ đấu thứ 17, khi MGLC đang dẫn trước một up. Trong khi Nguyễn Vương Hùng có một cú phát chưa chính xác, thì Nguyễn Huy Minh đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng xuất sắc của mình trên green với một cú gạt không một chút sai sót. Trận đấu kết thúc với kết quả 2-1. Cảm xúc rất là hạnh phúc. Bây giờ đây là lần đầu tiên được tham gia của bảng A GLC và cũng là lần đầu tiên tham gia đội tuyển miền Trung. Thì hôm nay buổi sáng khởi đầu bằng một birdie ngay tại hố số 2 này, và có một điểm vào buổi sáng, và bây giờ có thêm một điểm nữa vào buổi chiều cũng tại hố số 2 này bằng một cú birdie nữa. Miền Trung có thêm 2 điểm vào buổi chiều từ các cặp Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng và Phan Văn Đức, Nguyễn Viết Nghĩa. Cùng với đó là 0,5 điểm của Phan Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Long để nâng tổng điểm sau 2 ngày đầu tiên, để nâng tổng điểm sau ngày đầu tiên lên 8,5 điểm, kém đội dẫn đầu 3,5 điểm. Sau GLC cũng đã cải thiện được điểm số của mình khi có thêm 2 chiến thắng từ cặp đôi Nguyễn Khắc Hoàng, Phạm Văn Thịnh, Nguyễn Quốc Hoài, Thomas Lee và nửa điểm từ cặp đôi Nguyễn Tiến Thạch, Nguyễn Hải Nguyên. Sau ngày đầu tiên, đội sao GLC đứng vị trí thứ 3 với 3,5 điểm. Bước sang ngày thi đấu thứ 2, mỗi đội có 16 trận single match trên tổng số 24 trận. Tuyển miền Bắc North GLC vẫn là đội giành được ưu thế. Hoàng Minh Thành là người mang điểm về đầu tiên khi chiến thắng áp đảo Ngô Mạnh Quân với tỷ số 8-7. Thì hôm nay mình cũng đạt được một phong độ rất là cao và đường bóng đi khá theo ý muốn của mình, và có thể nói là mình đã rất là vui khi mà giành được điểm đầu tiên trong cái ngày thi đấu thứ 2. Thái Trung Hiếu liên tục duy trì dẫn trước để kết thúc trận đấu với Thomas Lee 6-5. Trần Thế Cường vẫn chưa hết duyên nợ với Âu Bi Vũ của sao GLC khi cả hai gặp lại nhau ở loạt trận single match. Anh chỉ để đối thủ dẫn trước duy nhất hố đầu tiên để sau đó gỡ hòa và vươn lên dẫn trước. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 5-3. Khi được xếp cặp với Nguyễn Văn Tám của MGLC, Hoàng Mạnh Khánh được cho là có phần kém hơn. Thế nhưng, khi bước vào trận đấu thì Hoàng Mạnh Khánh lại là người có phong độ tốt khi dẫn trước 5 up sau 12 hố. Mặc dù Nguyễn Văn Tám gỡ hòa sau hố 13, thế nhưng bước sang hố 14, Hoàng Mạnh Khánh đã không để lỡ cơ hội của mình. Nguyễn Văn Tám on green, còn Hoàng Mạnh Khánh đưa bóng over green. Thế nhưng, Nguyễn Văn Tám phải mất 3 pass mới đưa bóng vào lỗ. Còn Hoàng Mạnh Khánh đã có cú chip tốt và dễ dàng đưa bóng vào lỗ để thắng hố, đồng thời kết thúc trận đấu với kết quả 5-4. North GLC có thêm điểm từ các trận đấu của Nguyễn Quang Hiệp 3-1 trước Trần Quốc Hoài, Chu Minh Tiến thắng 2-1 trước Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Văn Trung thắng 3-2 trước Vũ Đình Trung, Bảo Hưng thắng 3-1 trước Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Minh thắng 4-2 trước Trần Thanh Xuân, Lê Minh Khôi thắng 1 up trước Nguyễn Tiến Thạch, Bạch Sơn Tùng thắng 5-3 trước Đặng Hải Phong. Như vậy, với 16 trận ra quân trong loạt đấu single match, tuyển North GLC đã có cho mình 11 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ có 4 trận thua để mang về 11,5 điểm, nâng tổng điểm sau 2 ngày thi đấu lên 23,5. Điểm số này đã giúp cho North GLC giành được chức vô địch GLC Team Cup 2023. Có thể nói, đây là thành tích sau bao ngày tập luyện chăm chỉ của cả đội North GLC cùng đội trưởng Phạm Quang Huy trên sân FLC Golf Club Hạ Long. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của GLC Team Cup khi có 3 đội thi đấu. Thực sự là cảm nghĩ lúc này thì cũng rất là cảm xúc, tại vì đội miền Bắc đã thắng rất áp đảo vào ngày thi đấu ngày hôm nay và đã giành chức vô địch, và cũng cảm giác là vẫn đang lâng lâng sung sướng. Đội tuyển miền Trung, MGLC có cho mình chiến thắng đầu tiên là đến từ đội trưởng Hà Ngọc Hoàng Lộc. Anh đã có chiến thắng áp đảo trước Nguyễn Nam Sơn của sao GLC với tỷ số 8-6. Mặc dù không mang điểm về cho đội ở loạt trận Forbon ngày hôm trước, thế nhưng ở thể thức single match, con trai đội trưởng Hà Ngọc Hoàng Lộc là Hà Nam Khánh đã tự tin tỏa sáng khi giành chiến thắng 3-2 trước Nguyễn Minh Đức của North GLC. Đội tuyển miền Trung có thêm 3 chiến thắng nữa từ các cặp Phan Vũ Việt Hùng thắng 3-2 trước Rory Tien,
Nguyễn Thanh Long thắng 4 và 3 trước Andrew Quách. Phan Quốc Jin thắng 2 và 1 trước Lê Quang Hưng. MGLC có thêm một điểm nữa từ hai trận hòa của Nguyễn Việt Dũng với Lưu Xuân Lộc và Nguyễn Huy Minh với Vũ Tuấn Phương. Với 6 điểm của ngày thứ 2 và 8,5 điểm của ngày đầu tiên, đội tuyển miền Trung MGLC đã có cho mình 14,5 điểm để đứng vị trí thứ 2 chung cuộc. Đội tuyển miền Nam Sao GLC cũng có cho mình 6,5 điểm ở ngày thi đấu cuối cùng. Chiến thắng đầu tiên của Sao GLC ở loạt trận single match đến từ Abra Hoàng, thắng 2 áp trước Đỗ Ngọc Dinh. Nguyễn Minh Luân thắng 3 và 2 trước Phạm Quang Huy. Cùng với đó là các chiến thắng từ Nguyễn Trọng Sơn, Võ Ngọc Quang, Nguyễn Anh Sơn, Phạm Văn Thinh và một trận hòa giữa Lưu Xuân Lộc và Nguyễn Việt Dũng. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển miền Nam đã có cho mình 10 điểm. GLC Team Cup 2023 đã khép lại thành công với chiến thắng cách biệt đến từ đội miền Bắc North GLC với 23,5 điểm sau 2 ngày thi đấu. Đứng thứ 2 là MGLC với 14,5 điểm. Đứng thứ 3 là Sao GLC với 10 điểm. Bây giờ là đúng là 17 giờ 30 phút. Giải GLC Team Cup năm 2023 của câu lạc bộ GLC là vừa kết thúc xong và chúng ta đã tìm ra được nhà vô địch là đội tuyển miền Bắc. Có thể nói là qua 2 ngày hôm qua lăn lộn ở trên sân cùng với cả các tuyển thủ thì chúng tôi ban tổ chức cảm thấy rất là vui mừng và rất là hãnh diện về những cái thành viên của đội tuyển GLC Team Cup của cả ba miền. Chúng tôi xin được cảm ơn sự nỗ lực, sự cố gắng, sự hy sinh và sự quyết tâm của các tuyển thủ của ba miền cũng như là đặc biệt là ba đội trưởng của ba miền miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và chúng tôi xin được chúc mừng đội tuyển miền Bắc đã giành được thành tích tốt nhất trong cái giải đấu này. Bên cạnh đó, đội tuyển miền Trung, một nhân tố mới, cũng đã đạt được những kết quả rất là đáng khích lệ. Và đội tuyển miền Nam, mặc dù là các anh đứng thứ ba, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là các anh sẽ có những cái sự quyết tâm hơn, có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng tốt hơn để mà có thể tiếp tục duy trì được cái thành tích tốt của mình trong các giải GLC Team Cup cũng như là chúng ta cùng đồng lòng để xây dựng GLC vững mạnh. Xin được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và nhân viên của sân golf FLC Biscom Hạ Long đã có những cái sự chuẩn bị tốt nhất, có những sự hỗ trợ tốt nhất để góp phần cho giải thành công tốt đẹp. Và xin được cảm ơn tất cả các thành viên của GLC đã có mặt ngày hôm nay ở đây để cùng đi động viên hỗ trợ cho những cái thành viên thân thương của mình cũng như là động viên cho phong trào của GLC. Xin cảm ơn.